Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhật Kim Anh liên tục đón sinh nhật hoành tráng, nhìn bó hoa bằng vàng miếng mà choáng. Ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật do bạn bè, đồng nghiệp tổ chức cho mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật do bạn bè và đồng nghiệp tổ chức cho mình, nữ ca sĩ diện tông hồng và tết tóc theo trend Blackpink trẻ trung và hát tuổi. Cô không giấu sự hào hứng và bất ngờ với loạt trò chơi mà mọi người cất công nghĩ ra cho mình. Điều gây chú ý hơn cả là núi quà tặng mà Nhật Kim Anh được nhận trong ngày sinh nhật đó là những bộ trang sức giá trị cùng vô số hoa và bánh kem siêu to đập vào mắt mọi người là bó hoa bằng vàng miếng mà nữ ca sĩ ôm trên tay, nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ tẹo nào. Nhờ Kim Anh trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi tại buổi tiệc sinh nhật, nhờ Kim Anh liên tục đón sinh nhật hoành tráng, núi quà cực chất. Nhật Kim Anh nhận bó hoa đến vàng miếng cực to. Nhật Kim Anh hiện đang cực viên mãn trong cuộc sống và công việc. Cô sở hữu công ty mỹ phẩm riêng rất ăn nên làm ra những năm qua. Ngoài ra, nữ ca sĩ Kim diễn viên này còn nhận được sự yêu mến và tạo tiếng vang với vô số bộ phim và các MV tạo xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhật Kim Anh đón sinh nhật với quý tử, còn gọi con trai bằng biệt danh đáng yêu này. Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật cùng quý tử của mình. Mới đây, Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, âu yếm con trai cưng trong ngày sinh nhật của mình. Sau nhiều năm xa cách vì tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ, đây là năm đầu tiên nữ ca sĩ được đón tuổi mới với quý tử của mình. Nữ ca sĩ đã hạnh phúc gọi con trai với danh xưng đặc biệt là tình yêu ý nghĩa. Con trai của Nhật Kim Anh di chuyển từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh để đi khu vui chơi cùng mẹ trong ngày đặc biệt. Quý tử càng lớn càng bù bẩm và cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Nữ ca sĩ cho biết bé tin rất hài hước và có năng khiếu dí dỏm, khiến cả nhà đều bất ngờ với nhiều pha tấu hài bất đắc dĩ của cô. Như Kim Anh đón sinh nhật với quý tử hai mẹ con nữ ca sĩ đón sinh nhật cực vui vẻ và giản dị trước đó nhật kim anh và bửu lộc cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật và hoạt động ở trường của con trai cô vui vẻ cho biết tôi sẽ làm những điều mà con mong muốn và hạnh phúc tất cả những gì xảy ra cũng xuất phát từ tình yêu thương con giờ đây mọi thứ như đã được giải tỏa tôi và gia đình ai cũng hạnh phúc và tự hào vì con khi được hỏi có cơ hội tái hợp không nhật kim anh đáp như thế này là đủ vui vẻ hạnh phúc và hòa bình rồi nhiều khi hàng gắn lại chúng tôi không được như vậy đâu